Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Miền Bắc đối diện nguy cơ ngập trên diện rộng do lũ. Ngày 10 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, lũ lụt đe dọa nhấn chìm miền Bắc. Việt Nam đề nghị Trung Quốc ngưng xả lũ. VOA cho biết hàng trăm người chết và mất tích khi nước lũ các sông ở miền Bắc Việt Nam dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm các tỉnh, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong khi Việt Nam vừa cấp tốc đề nghị Trung Quốc ngưng xả lũ trên sông Hồng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn đài truyền hình Hà Nội cho biết, Hà Nội bị ngập lụt nhiều nơi và đang đối mặt nguy cơ ngập trên diện rộng sau khi nước sông Hồng dâng cao đến mức báo động 1. Hình ảnh trên đài truyền hình này cho thấy nhiều hộ dân khu vực ven sông Hồng ở huyện Mỹ Đức, Ba Vì, Sóc Sơn đã bị ngập lụt với hàng trăm hecta hoa màu bị chìm trong biển nước. VOA cũng cho hay, ba ngày sau khi bão Gia Kỳ đổ bộ vào Việt Nam ngày 7 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng khắp miền Bắc, khiến nước trên các con sông lớn dâng cao, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. VOA trích tin thông tấn xã Việt Nam cho biết, đến trưa ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội đã ban bố lệnh báo động cấp 1 sau khi mực nước sông Hồng lên mức 9,5 m Ngay trong đêm ngày 9 tháng 9, chính quyền phường Phúc Xá, quận Tây Hồ đã phải khẩn cấp di dời 4 hộ dân với chín nhân khẩu trên bãi giữa sông Hồng. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình ven sông ở các huyện Ba Đình, Hoàng Kiếm, Tây Hồ đã phải chạy lũ trong đêm. Và đây là hình toàn cảnh thành phố Thái Nguyên trong trận lục lịch sử năm 2024. Cùng lúc các tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ và sạt lở đất. VOA cũng trích dẫn báo tuổi trẻ cho biết, thành phố Yên Bái và nhiều địa phương của tỉnh chìm trong biển nước nhiều phường, xã bị cô lập, giao thông chia cắt với hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập. Còn tại Lào Cai, mưa lớn trên diện rộng đã gây sạt lở ở nhiều nơi và khiến nước sông, suối lên nhanh có nguy cơ gây lũ quét. Tới ngày 10 tháng 9, đã có gần 40 người chết và mất tích ở Yên Bái do sạt lở đất vẫn theo tuổi trẻ. VOA tiếp tục trích tin từ trang Vietnam Express nói rằng ở Lào Cai, một trận lũ quét vào sáng ngày 10 tháng 9 đã vùi lấp gần 130 người ở huyện Bảo Yên, làm 56 người chết và mất tích. Trước đó, thành phố Thái Nguyên cũng bị ngập lụt khi nước sông cầu dâng cao. VOA dẫn lời một người dân ở Thái Nguyên nói rằng, nhiều người dân vùng lũ bị mắc kẹt trong điều kiện không có điện, nước và thông tin liên lạc. Báo Tuổi Trẻ cho biết, tại các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Bắc Giang, nước trên các con sông cũng lên nhanh gây lũ cuốn khiến có người dân thiệt mạng trong một diễn biến khác voa dẫn tin từ báo tuổi trẻ cho biết bộ ngoại giao việt nam đã gửi công hàm cho trung quốc và trao đổi với đại diện lâm thời nước này tại hà nội đề nghị bắc kinh có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại hạ du sông hồng và đây là hình các lực lượng nỗ lực đưa thi thể nạn nhân qua dòng nước lũ theo VOA, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và lãnh sự quán tại Công Minh, tỉnh Vân Nam cũng đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam về việc kiểm soát xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng thuộc tỉnh Vân Nam. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn, đồng thời nếu xả lũ thì cần thông báo kịp thời, thời điểm, thời gian và lưu lượng xả lũ. Cổng thông tin điện tử chính phủ Loan, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào trưa ngày 10 tháng 9 đã đi thị sát tình hình ở tỉnh Bắc Giang và chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị thiên tai để bàn về công tác ứng phó. Ông yêu cầu các lực lượng quân đội, công an huy động tất cả phương tiện và lực lượng, kể cả trực thăng, để cứu trợ cho người dân. Đảng có thể lấy lại tính chính danh bằng cách lắng nghe tiếng nói bất động. Ngày 9 tháng 9, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận bất đồng chính kiến tại sao không. Tác giả cho hay, ở Hoa Kỳ có thể gặp người bất đồng chính kiến nhan nhãn ngoài đường khi số lượng những người bất đồng với chính phủ vượt quá 45%, đó là lúc khả năng thắng cử nghiêng về phía đảng đối lập. Tác giả đề cập đến việc em Chu Ngọc Quang Vinh bị công an mời lên làm việc vì những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như việc cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mới đây đã gửi tâm thư lên Tổng bí thư Tô Lâm để kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả nhắc đến người bất đồng chính kiến với chính quyền Mỹ tên là William Thomas. Ông ngồi trong chiếc liều ở công viên Lafayette đối diện với tòa Bạch Ốc và biểu tình chống lại chính sách chiến tranh của chính phủ Mỹ liên tục trong suốt 25 năm cho đến khi qua đời vào năm 2009. Còn tại Việt Nam, tác giả cho biết, những người bất đồng chính kiến bị canh gác cả trong đời thực và trên không gian mạng, đảng thường xuyên sử dụng các điều khoản như điều 109, điều 331 của bộ luật hình sự, hoặc tội trốn thuế hay luật an ninh mạng làm công cụ để đàn áp tiếng nói bất đồng. Tác giả nhận xét, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng, bất đồng chính kiến ở Việt Nam là thách thức tính chính danh của đảng và là nguồn cảm hứng cho những sự thay đổi lớn lao. Nếu như ngày càng có nhiều tiếng nói như bạn Quang Vinh bổ sung vào một số nhà hoạt động khác đã bị chính quyền bắt giữ, thì lớp trẻ sẽ liên tục được nhận thức đầy đủ về sự thật, và điều này làm suy giảm niềm tin của công chúng, đặc biệt của giới trẻ vào đảng. Tác giả đánh giá, những tiếng nói này đã phá vỡ sự kiểm soát thông tin, phơi bày ra các vấn đề mà chính quyền đang cố tình che giấu hoặc đang tuyên truyền. Đồng thời, các bài viết phản biện cũng kích thích sự phản kháng, truyền cảm hứng cho các phong trào phản đối rộng lớn hơn, kêu gọi cộng đồng tham gia vào các cuộc biểu tình hoặc hành động chống đối chính phủ, cụ Nguyễn Đình Bình. Tác giả nhận định, những tiếng nói như em Quang Vinh hay ông Nguyễn Đình Bình sẽ thúc đẩy sự nhận thức rộng rãi của dân chúng và tạo nên áp lực cho chính quyền, cũng như gây ra xung đột giữa các nhóm cứng rắn và mềm mỏng bảo thủ và cấp tiến, dân chủ và độc tài trong việc ra quyết định. Chính vì vậy, đảng đã tìm mọi cách để bóp chết những tiếng nói bất đồng từ rất sớm. Vì lợi ích của đảng, ai không hài lòng với đảng thì đó là chống nhà nước. Tác giả nêu câu hỏi, tại sao đảng không đặt vấn đề ngược lại? Có phải vì yêu nước nên công dân mới có tiếng nói bất đồng hay không? Vẫn theo tác giả, nếu đảng có một cách tiếp cận khác thì không sợ chuyện người dân lên tiếng bày tỏ quan điểm ngược với đảng. Sự can thiệp của chính phủ vào những sinh hoạt tinh thần được công nhận của công dân chỉ thể hiện đó là một chính phủ yếu kém và có vấn đề. Sự đàn áp của đảng duy nhất cầm quyền lên những công dân bé nhỏ chỉ càng làm cho đảng mất uy quyền hơn. Tác giả cho rằng, đảng cũng có thể tự lấy lại tính chính danh của mình, cũng truyền được cảm hứng thay đổi cho toàn thể nhân dân nếu đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên lợi ích của đảng bằng cách bắt đầu lắng nghe tiếng nói của nhân dân, kể cả tiếng nói bất động. Đảng có thể đặt lại câu hỏi, có phải vì yêu nước nên mới có tiếng nói bất động hay không? Và coi nó là một phần quan trọng của quyền tự do ngôn luận cho phép phê phán các chính sách hiện hành của đảng và chính phủ. Như vậy, tác giả nhấn mạnh, đảng sẽ giúp cho xã hội duy trì tính đa dạng và khuyến khích đối thoại cởi mở, giúp đất nước phát triển. Ngược lại, nếu tiếp tục đàn áp, đảng sẽ trở thành một lực lượng đối lập và sẽ bất đồng với toàn bộ nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng có thể lấy lại tính chính danh bằng cách lắng nghe tiếng nói bất đồng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới